Pro giá 67.000 đô la Mỹ. Kavia, hãng sản xuất đồ tiêu dùng cao cấp của Nga, đã tạo thêm độ sang chảnh cho tai nghe AirPods Pro khi quyết định mạ vàng chúng. Cặp tai nghe AirPods Pro này được bán trên thị trường với giá 67.000 đô la Mỹ, giá bán cao chót vót không giảm độ hot của AirPods Pro mạ vàng. Trên website Kavia, mặt hàng này đã rơi vào tình trạng hết hàng. Đây không phải lần đầu tiên Kavia ra mắt sản phẩm Apple cao cấp. Hãng này từng bán iPhone 11 Pro nạm kim cương với giá lên tới 70.000 đô la Mỹ. Cặp tai nghe AirPods Pro lần này được làm từ vàng nguyên chất 70%, cùng tai nghe, người mua có thể chọn thêm cục sạc không dây cũng được mạ vàng. Tất nhiên, không phải ai cũng đủ tiềm lực mua sắm những vật dụng kiểu này, iPhone nạm kim cương hay AirPods mạ vàng chỉ thích hợp cho mục đích sưu tập đồ đắt tiền.